một quảng cáo cho Mattel. Đồ chơi. Oh, cái gì vậy? Mẹ con muốn đồ chơi mới. Đồ chơi mới? Được thôi. Đồ chơi mới. Là Slamming ATV mới. Wow. Trước hết, các con cần hoàn thành 5 hộp thử thách, tìm 5 hộp và lấy đồ chơi. Yeah. Đi thôi. Ăn thực phẩm lành mạnh như Drew McIntyre. Yeah. Em thích thức ăn lành mạnh. Anh cũng vậy. Oh yeah. Thử thách đã hoàn thành. Yeah. Chống đẩy nào. Giống Roman Ray. Nikki nhìn kìa. Làm tốt lắm nhóc. Làm tốt lắm con trai. Cố lên Vlad. Đi thôi. Thử thách đã hoàn thành. Hãy tìm hộp thứ ba. Wow. Đi thôi. Được thôi. Cố lên. Làm việc như một đội giống Big E. Chúng ta cần phải vượt qua chướng ngại vật giống như một đội. Wow. Wow. Hãy đi ra ngoài. Yuhu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Wow. Đội của chúng ta thắng. Đây là một chiếc cúp cho tinh thần đồng đội. Cho con. Và cho con. Yeah, tinh thần đồng đội chiến thắng. Thử thách tiếp theo. Đừng bao giờ từ bỏ như John Cena. Mạnh hơn. Tôi mạnh hơn. Thử thách không bao giờ từ bỏ đã hoàn tất. Đi thôi. Phần thưởng như Bianca Belair. Wow. Oh wow. Nikki hãy mở và chơi. Yeah. Đây là Slam and Spin ATV. Nikki, hãy thực hiện một thử thách ai sẽ nhanh chóng phá vỡ ATV. Em sẽ là người đầu tiên. 1, 2, 3. Tuyệt. Ai sẽ là người đầu tiên? 3, 2, 1 đi. Đây. Động cơ. Và bây giờ chỗ ngồi. Yeah. Wow. Hãy bắt đầu chương trình. Đây là đội của anh. Đây là đội của em. Ô, tôi cần giúp đỡ.
Tôi là số 1. À. 1 2 Bip bip bip. Đâu đây? Tôi sẽ bắt bạn. Oh yeah, tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ bắt bạn. Yeah. Đây là một cú đá xoay tuyệt vời. Đội, hãy chia tay ATV. Tôi sẽ lấy phần này. Tôi sẽ nổ máy. Đây là tác phẩm của tôi. Các bạn sẽ làm gì? Bạn muốn một chương trình tuyệt vời. Yeah! Cảm ơn Mattel vì đã tài trợ cho tôi và giúp tôi tạo video này.